Alo. Alo. Chào mừng các bạn đã đến với livestream của mình. Hôm nay mình sẽ mới chơi thử một cái game gọi là đua xe hot hot này, Forza Horizon 5. Game mới ra được, mới nhất đấy, gọi là của Microsoft. Thì mới đầu vào game thì các bạn sẽ có tutorial hướng dẫn điều khiển các thứ, cái đấy thì mình skip qua rồi. Thì bây giờ mình mới có luôn, xong mới vào game nó sẽ cho tutorial hướng dẫn các bạn, xong rồi nó sẽ cho các bạn mấy cái vòng quay may mắn. Tất nhiên là được free thì sẽ không được nhiều, còn nếu mà bạn mua thêm gói, mua thêm DLC expansion của nó nữa thì sẽ còn được nhiều nữa. Đây ví dụ như nếu các bạn có thể thấy ở đây là phần gara của mình, đây sẽ có cái mục như là upgrade và chỉnh sửa xe, sơn xe, đây là tổng kết xe. Tất cả cái này là mình free cả, mình vừa vào game nó sẽ gửi mail cho mình đấy, và tất cả tặng, gọi là tặng luôn. Chắc là đây là cái dành cho người chơi mới. Thì đây sẽ có rất nhiều xe đấy, nhưng mà mình chưa thử hết đâu, mình mới đi có đúng hai con, đó là con Chevrolet này với cả con Bugatti Divo. Đấy thì hiện tại là thì không phải là cứ xe xịn là xe gió, cứ xe đắt tiền là xe xịn nha. Thì đúng là đắt tiền nó xịn thật, nhưng nó chỉ xịn ở một mảng thôi. Ví dụ như các bạn đây thấy ở đây là con Bugatti Divo này, nó có giá là 3 triệu CR. CR ở đây mình gọi là, các bạn thể hiểu nôm na thì chính là cái đơn vị tiền tệ ở trong cái game Forza Horizon 5 này. Thì đó sẽ là cái mà bạn kiếm được để khi mà đua xe, khi mà tham gia các event, rồi là bla bla, làm đủ mọi thứ ở trên trong game ấy, thì bạn sẽ kiếm được cái CR này và bạn sẽ dùng cái CR để mà mua đồ. Thì đấy, như các bạn thì thấy ở đây là con Bugatti Divo này 2019, bản này là bản nếu bán ngoài đời là nó là limited đấy. Nó không được bán rộng rãi cho người dùng đâu. Nhưng mà đấy, trong game thì có vẻ như nó không limit tí nào, ai có thể chơi được lái con này. Thì đấy, ví dụ đối với con Bugatti này thì nó chỉ là chuyên lại đua xe kiểu đường phẳng, đường xịn thôi, không đua xe đường đất hay là đua các thể loại rừng cây, rừng rú được. Đấy. Rồi là như con BMW i8 này thì ở Việt Nam mình có mấy ông đại gia đi ngoài đường ở Hà Nội nhiều lắm. Đấy thì cũng đẹp. Đấy thì nó thuộc thể loại của, đấy như các bạn thể thấy ở trong này, ví dụ các chỉ số của mấy con này, xe này chẳng hạn, cái off road kìa, lấy chỉ số là chỉ số đi được đường, và đường xấu ấy, hoặc là gọi là đường đất ấy. Đấy thì chỉ số của nó rất là khá là cùi, chỉ có 4,4 của con Bugatti hay chỉ là 4,9 của con BMW kép này. Đấy thì đầu tiên là các bạn mới vào game thì chắc chắn sẽ không như mình như này. Các bạn mới vào game thì sẽ như thế nào, sẽ như thế này. Mới vào game thì các bạn sẽ được là, ui tiếng nhạc hơi to, từ từ mình cho giảm tiếng nhạc đi đã. Đấy. Hiện tại thì đây nhá, nếu mà các bạn thì không biết, các bạn chơi chuột, ví dụ các bạn chơi chuột chẳng hạn. Đây, các bạn thì thấy con chuột của mình. Mình thì có thể, mình thì đang tiện dẫn dùng luôn tay cầm, không thì các bạn thì chơi chuột. Thì chơi tay cầm ấy, chơi chuột ấy thì các bạn vào phần, mới vào game thì các bạn sẽ vào phần setting này, các bạn sẽ chỉnh mọi thứ. Ở cái game này và mình thấy có một số game khá là ngu của Microsoft nó làm, nó là giống như mình vẫn đang là người bình thường, không có vấn đề gì cả, nhưng nó vẫn bật hết mấy cái accessibility này là dành cho những người mà có khiếm thính, khiếm thị hay là có vấn đề gì về cơ thể, sức khỏe của họ ấy, thì nó sẽ hỗ trợ như thế để chơi game tốt hơn. Thì Microsoft hiện tại là cứ vào mấy cái game Microsoft mà mình test qua ấy, thì cứ vào game là làm nó bật hết lên. Ví dụ bật cái subtitle này là kiểu bạn chỉ đến đâu nó sẽ nói đến đấy. Ví dụ bật subtitle lên nhá, thì chỉ chỗ này nó sẽ là, nó sẽ đọc luôn là subtitle, là subtitle text size, subtitle background opacity đấy, nó sẽ đọc, game sẽ đọc hết lên ra, giống như kiểu dành cho người khiếm thính đấy. Đấy thì mình khuyên là các bạn nên vào đây trước và tắt cái này, tắt mấy cái này đi, tắt chỉnh độ màu cũng tắt đi đấy. Rồi là trong này thì các bạn có thể cài đặt thêm về một số như là bật minimap ở dưới, bật minimap, bật Anna này là kiểu trợ lý ảo của các bạn để chỉ đường.
hay là ví dụ ở đây là cái unit này là đơn vị thừa cái thước đo, đơn vị đo về khoảng cách ấy, thì nó để nếu như các bạn để default thì nó sẽ là dặm mile hay là dặm cái mấy cái đơn vị của nước Mỹ, nhưng mà mình Việt Nam mình theo hệ chỗ Đông Âu nên là mình cứ để metric mét này, này để dùng cho sướng tự nhiên đấy. Còn mấy cái này thì nếu bạn nào chuyên, nếu bạn nào muốn kỹ tính hơn thì các bạn có thể để dù host HP là host power, đối với đơn vị về công suất đấy, đối với post power hoặc là kilowatt thì mình cứ để default thôi, vì mình chỉ quan tâm đến mình đua xe mà, game đua xe thì mình chỉ quan tâm đến cái hệ mét này được bao nhiêu kia chạy được bao nhiêu km trên giờ hay được rồi đấy, thì đơn vị như thế. Với control thì cái này nó sẽ đầu tiên nó sẽ liên quan đến cái chỉnh cái gọi là trải nghiệm của bạn khi chơi game ấy, ví dụ nếu bạn dùng bàn phím thì ở bên này đấy chạy là WASD đi như bình thường như các bao game bắn súng hay game bóng đá khác. Còn với controller thì mình khuyên là nếu các bạn có chơi controller Xbox hoặc là PS hoặc là của Logitech hoặc là của mẹ MSI MSI thì cứ để mặc định, nó là chơi khá là ổn rồi đấy. Thì cái này là advanced control setting, là về vấn đề bạn muốn tự điều chỉnh về là tự điều chỉnh là lên xuống này, lên lên số xuống số rồi lái thứ ấy. Mình nuôi khuyên là cứ để mặc định lúc đầu game mà cho thì lái cho thế là tốt đấy. Thì đa sơ bộ là thế, thì đây sẽ là warm up của cái game Forza Horizon 5. Đánh giá qua thì là Forza Horizon 5 có cái map nó rộng hơn hẳn Forza Horizon 4 là bản tiền nhiệm của nó. Map đây là lấy bối cảnh là ở Mexico. Forza Horizon 5 nó sẽ lấy bối cảnh ở Mexico. Đồ họa này sẽ là đồ họa rất là khá là đẹp của Microsoft nên người ta đã tối ưu rất tốt. Đấy, đây là map sơ sơ qua về map nó sẽ như này, nó sẽ to hơn, nó rộng hơn so với Horizon 4 nếu bạn có tìm hiểu qua. Đấy. Thì mới vào game bạn sẽ có thể tương tác luôn với cái giao diện như này, đấy là full cái phần chọn xe rồi lần mua thêm xe giống như mua thêm pack, rồi mình mua thêm mấy gói bằng tiền thật đấy, mình mới nói lúc đầu. Đây là về phần đây lúc đầu bạn vào game nhá, sẽ có chỗ này cái nhà thì từ từ mình sẽ nói sau. Wheel spin này chính là cái quay quay số trúng thưởng ấy đấy, khi bạn vào mới vào game nó giống như kiểu cho người chơi mới chẳng hạn vậy, nó sẽ cho đây ví dụ như nó sẽ chào chào mời bạn này đấy, xong sẽ có gift, phần gift này nếu bạn đọc và bạn lấy quà rồi nó sẽ không hiện đấy, mình sẽ lấy quà luôn, mình mới chơi luôn không làm gì cả mới chơi luôn đấy. Thì online này gọi là khi mà chế độ online ấy, thì đánh thì đọ 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 đua với cùng những người chơi thực luôn chứ không phải đấu với máy nữa, nhưng mà mình mới mới chúng ta đều mới newbie ở đây nên là thôi chúng ta cứ làm quen với game đã. Thì đây với con game này thì từ mình sẽ setting âm thanh bé bé lại, bị hơi to hơi đau đầu đấy, thì chắc là một nửa thôi cho hợp lý xếp. Rồi thì đầu tiên bạn mới vào game ấy đúng cũng thế cả, bạn sẽ bắt đầu phải chọn xem bạn bạn đua cái gì, bạn làm gì đấy, thì chắc là mình đang ở đây, đây là icon của bạn luôn, thì chắc là mình sẽ chọn đi đua xe ở chỗ này luôn để xem nó như thế nào. Đấy, mới vào game bạn được cho một đống xe như này, mình thích cool ngầu nên là mình thích dùng đồ xịn luôn, nên là mình lấy luôn con Bugatti này mình dùng. Đấy, thì điều khiển trong game này khá là mượt, mình vẫn khuyên các bạn sẽ là cố gắng, nếu mà có điều kiện thì sẽ chơi tay cầm nếu được, bởi vì chơi tay cầm thì bạn có thể giảm tốc độ rồi là rẽ như này chẳng hạn này, và đấy nó sẽ mượt mà hơn so với là bạn bấm V kép rồi là AD ở trên bàn phím, nhất là người Việt Nam mình là phải phải rắc rối thêm là bật tắt Việt Key nữa đấy. Nếu bạn có điều kiện thì mình vẫn khuyên này, thì trải nghiệm game là tốt nhất. Rồi. Đây thì bạn ấn dấu X trên tay cầm là sẽ bắt đầu. Thì hiện tại là mình có vẻ mới chơi là nó chưa có co-op, chưa có bạn bè trong game này, nên là cứ solo đã. Ok. Đua cái này là đây, chọn cái này là 3 lap. 3 3 lap là 3 vòng, 3 vòng đua. Buổi chiều cloudy là trời có mây, buổi chiều đấy, chọn luôn. Chọn xe thì bạn chắc chắn là sẽ không được sử dụng con xe xịn nhất khủng khiếp nhất rồi vào game rồi đấy, thì bạn sẽ chọn những con xe phù hợp. Nhưng mà ví dụ như trong này thì mình hiện tại mình chưa biết là để dành cho cái vòng đua lap này này sẽ cần xe gì, thế thôi mình cứ xem con nào có
Nếu thường thường đấy mình sẽ mình có kinh nghiệm về chơi game khác, chơi game đua xe khác đó là The Crew 2 của Ubisoft. Thì hiện tại thì những cái game mà có cái kiểu vòng đua này này, mình vẫn khuyên các bạn là nên chọn cái con xe mà có cái chỉ số handling ấy, cái con chỉ số là rẽ, số handling và braking ấy. Ví dụ như con Bugatti chẳng hạn này, chỉ số handling nó là 9,9, braking thì 9,5, là chỉ số có thể rẽ rồi là giảm tốc độ phanh ấy, nó sẽ là tốt thì sẽ đua được tốt. Vậy là mình chọn con này luôn, thử để xem cái cuộc đua này thì nó sẽ như thế nào. Thì game này khá là nặng, bởi vì là đồ game này nó mới ra, thế là yêu cầu đồ họa nó phải nói thẳng là khá là cao. Thì các bạn máy yếu thì khó mà chơi được, khó mà tiếp cận được. Nên là đối với các bạn máy mà ổn ổn từ khoảng tầm các đồ họa từ đời 10 trở lên, 1050 hoặc là 16 16 1650 1660, những con cạc cũng khá là tầm trung, giá cũng ổn ổn thì các bạn để mua về mà chơi thì rất là hợp lý. Rồi à đây thì đua này vẫn dùng toàn máy, nó toàn dùng xe xịn thôi, mình máy thế chọn xe xịn. Thì ở trên ui giờ mình đua không giỏi các bạn, để chịu khó xem hơi đau mắt. Thì ở trên cái cung đường ấy, nó sẽ có cái vạch vạch này này đấy, màu xanh là ok, tốc độ của bạn đã khớp với cái vạch này rồi và bạn có thể cứ tăng tốc, cứ chạy thoải mái. Còn với màu bao màu vàng màu đỏ ấy là bạn nên giảm tốc. Khi bạn giảm tốc đến một mức mà phù hợp với cái gọi là khúc đấy rồi, nó sẽ chuyển từ màu đỏ màu vàng xanh màu xanh. Màu xanh là bạn cứ thế mà đóng đóng và phóng vào đó đấy. Như chỗ này mình giảm tốc độ quá chậm so với cái yêu cầu của cái vòng của nó, nó bị trượt trượt bánh ra. Đấy, thì đối với những cái khúc cua gấp như thế này này chẳng hạn này đấy, thì bạn nếu bạn có muốn tiếp hiểu hơn về đua ấy, thì đấy thì nên nên phanh lại vào những cái khúc cua gấp như thế, hoặc là phanh nhẹ ở những cái khúc cua không không gấp này. Ví dụ như trong trong mấy cái phim Fast and Furious ấy đấy, thì Dom Toretto nó cứ trình diễn cũng như vậy thôi, để mà rê đuôi xe hay được gọi là drift ấy, thì cũng họ cũng làm thế, nhưng mà chắc chắn là họ làm mượt hơn mình. Thì hiện tại mẹ máy chơi giỏi phết. Đây là mình không chỉnh setting về độ khó gì cả, người chơi mới luôn nhá các bạn, người chơi mới rồi rồi là để độ khó default luôn, mình không chỉnh gì hơn, vừa mới vào game về mà nhận quà thôi. Thì đấy thì nó sẽ có chơi sẽ có đấu cho các bạn đấu với những máy như thế này. Chắc là nếu mà độ khó cao hơn thì chắc là máy nó sẽ rẽ tốt hơn, tăng tốc tốt hơn, vậy là rồi là mình còn phải tự điều chỉnh số chẳng hạn, lên số xuống số. Máy này có khi là máy dễ cho người chơi mới rồi đấy. Mẹ nó không nhường mình đâu. Ủa. Có khi ra là do xe nó toàn xe xịn. Không biết là liệu nó có máy xe của máy này nó đối với mình này có phải là nó phù hợp với cái loại xe mình chọn không. Chắc là ví dụ mà nếu mà mình chọn xe cùi cùi hơn thì nó sẽ dùng xe cùi hơn. Chứ chả nhẽ là nếu mà mình dùng cái xe con xe xịn như này mà mình dùng con xe quên mình dùng con xe cùi ấy, hơn mà máy nó dùng toàn với con siêu xe thế, như kiểu là Lamborghini như thế kia, thì chắc là người người chơi của mình đứng thứ 12 trên 12 luôn. Đấy, ngay sau mình có một con Bugatti nữa, nó vừa cố nhích lên. Khá là khó. Rồi, vâng. Đây đây là mình phía số 12 trên 12 luôn. Đó là trải nghiệm lần đầu đua đối với con này khá là dốt.
Đây như các bạn để thấy là ví dụ là cái máy tốt nhất này, đứng đầu này, nó cách biệt với mình so với mình là phải hơn gần 12 giây. Hơn 12 giây vâng, nó đi rất nhanh. Nói chung là mình không chỉnh độ khó máy các thứ là vẫn gọi là default vừa vào game luôn. Đây sẽ có cái kinh nghiệm các thứ cho bạn đây. Không chỉnh độ khó gì cả vì đây là độ khó là cơ bản đấy, chắc là này, cho người chơi mới là như này đấy. Đấy, thì trong game này nó có cái tính competitive của nó khá là cao, cũng vừa đủ dùng cho mọi người, kiểu mọi người không bị nhất biết là bạn phải được top 1, top 2, top 3 thì bạn mới được ấy, thì bạn mới được quà không. Trong game này nó khá là thoải mái, khá là thoải mái, bạn được vào về đích, về vạch đích đã thì bạn đã được quà rồi. Và trên và bạn vẫn có thể và mình có thể tương tác với những người chơi thực luôn, ví dụ như cái ông đang ông đang xả khói nghi ngút trước mặt đây và làm một ông người chơi thực ấy, Yomom bao nhiêu này, đấy là một người chơi thực luôn đấy. Thì tương tác trên thế giới mở của game này khá là tốt và mình đánh giá cao hơn so với cứ tựa game The Crew 2, cũng là một game đua xe của Ubisoft nhưng mà cũng tuổi đời lâu hơn con này nhiều. Con này cũng là một gọi là một cái siêu sự cải tiến so với con Forza Horizon 4 ra cách đây nhiều, phải từ 2017 nếu mình nhớ không nhầm, con này vừa mới ra 2019. Này vừa mới ra năm 2019 ví dụ thế. Ví dụ bây giờ mình sẽ thử lại cái đua vừa rồi với một con xe cùi hơn chẳng hạn, để xem liệu kết quả có khá khẩm hơn không nhá. Rồi, bật lại xem mình đang ở đâu nhỉ. Đấy. Lại đi chỗ đấy. Turn left. In 100 meters, turn left. Game này cũng có cả gọi là đấy, như kiểu cái gọi là GPS ấy, như mà nếu mà ông nào mà có ô tô hay đi thì có cô GPS, cô ấy nói Google Maps đấy, cô ấy chỉ dẫn đường cho. Game này cũng có đấy, gọi là cô Anna. Rồi vẫn solo lại nè. Ồ, có nhiều phết này. Có khi mình chọn cái loại đua. Này đi xem nào. Đây là sẽ là mod mod của người chơi, đây là sẽ là các mod của người chơi. Đấy, như kiểu ví dụ như mod này người chơi là chỉ cho ông dùng một trong mấy cái này thôi. Chỉ cố gắng chọn là chỉ số handling với cả braking cao nhất, ví dụ như mình chọn xe này. Cũng là lần đầu mình rồi, cũng là lần đầu mình livestream luôn. Đấy, đang cũng là test cấu hình, test đồ họa, test stream đủ thứ để xem nó hợp lý không. Nói chung là nếu mà ổn ý thì chắc là sẽ cố gắng livestream, nhưng mà mình nếu mà mình livestream ấy mình sẽ livestream kiểu hỗn hợp nhiều game một lúc vào cho nó đa dạng. Nếu được livestream nhiều game một lúc ấy thì đa dạng hơn, với cả có gọi là lựa lựa được nhiều người theo dõi chẳng hạn nè. Đấy, ví dụ ông này thích xem đua xe, ông kia thích chơi game chặt chém, ông kia thích chơi game bắn súng, đấy. Ông khác thì lại thích chơi đế chế, rồi là chơi Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn. Đấy thì nói chung là mình content cũng thoáng, chơi cũng trải nghiệm cũng vui, hợp lý. Đấy, mình thấy khá là hợp lý. Nói chung là game này là theo mình thấy hiện tại là không có cái phạt khi mà ghẹ thằng khác đâu. Thế nên là nếu mà các bạn có vào ấy thì mà đâm được thằng khác cứ đâm này. Ôi ôi, game này có cái tính năng rất hay nhá, các bạn có thể bấm nút y dài trên bàn, trên con cái tay cầm của bạn, y dài rewind faster kìa. Đấy, khi y dài nó sẽ cho các bạn gọi là tuông ngược thời gian, giống kiểu viên đá thời gian của bác sĩ Trang, bác sĩ Lại ấy. Đấy, có không biết, mình chưa biết rõ trên bàn phím là nó sẽ là nút gì, nhưng mà đấy, đối với ở trên tay cầm sẽ là bấm nút y dài, bạn có thể bấm nút đấy để mà tua ngược lại nếu mà bạn kiểu đâm rồi là bạn bị xe khác vượt. Nhưng mà theo mình thấy là cái này chỉ áp dụng với là đấu với máy thôi,
đối với người chơi online chắc họ không đồng ý cho mình tua đi tua lại liên tục đâu. Đấy, nhưng mà đấy là cũng có khá là một lợi, có một lợi thế so với game khác, ví dụ đơn giản như so với The Crew 2, một game đua xe nó rất là đỉnh đám của Ubisoft, nó không có tính năng tua ngược mình chơi rồi, nó không có tính năng để mà mình ấy, nó không có tính năng để mà mình làm lại cái lỗi sai của mình. Bạn bảo nếu mà mình bị đi sai là thôi đấy. Thì game này khá là ưu ái với vấn đề đấy, kể cả đối với người chơi mới thì họ khá là gọi là để cho người chơi mới làm quen và trải nghiệm game trước, không bị ngợp quá, kiểu không bị đối thủ nó vượt mặt sớm, nhanh quá, sớm quá. Và nói chung là đối với người chơi cũ, một người chơi người ta đua xe lâu, người ta hiểu rõ vấn đề hơn như mình, không phải như mình ạ, không phải đua cùi cùi như mình ấy, thì chắc là người ta tắt cái tính năng này đi vì người ta muốn challenge, người ta muốn kiểu competitive ấy, người ta muốn phải chỉ ganh đua, người ta sẽ không tua lại đâu, người ta quẩy lên solo luôn, sai là thôi đấy. Mà mình theo mình nghĩ là đối với các bạn mà chơi mới thì vẫn nên bật cái tính năng tua lại đấy, ví dụ các bạn có bị đấy như kiểu có xe khác vượt mình này hoặc là sẽ bị đâm vào tường chẳng hạn, thì mình tua ngược lại để mình làm lại, sửa lại cái lỗi sai đấy, mình cua nó mượt hơn, đi nó mượt hơn. Thì thấy game này khá là có tính năng, thấy khá là hợp. Thì đối với stream của mình thì mình không biết là hiện tại là Facebook nó có down cái mức độ họa xuống không. Thì theo mình biết là nếu mình stream ở Full HD thì Facebook nó sẽ down xuống còn 720p thôi. Nhưng mà đối với stream mình hiện tại mình xem, mình đang check ở đây thấy là nó vẫn khá là mượt. Không biết các bạn xem thế nào. Nói chung là cái stream này cũng mới chỉ là test thôi, mình còn phải chỉnh cả overlay vào, thêm cái hiệu ứng rồi là kiểu các thứ vào đấy, để cho giống chuyên nghiệp tí anh em ạ. Chứ kiểu chỉ có nói suông rồi là chứ kiểu chỉ có nói suông mà chơi game này thì cũng hơi nhạt, thêm tí cho nó bập bùng vào cho nó lạ đấy. Mình nghĩ là lần này mình sẽ khá khẩm hơn vừa rồi đấy. Vừa rồi mình xếp best 12/12 luôn, nhưng mà lần này đang là 8/12 này. Hợp lý. Ở đây có 3 ông sờ, có 3 ông hay là bao nhiêu? 9 người 1/12, có 4 ông nữa đằng dưới mình, hợp lý hơn đúng không? Tiếc quá mình không vượt được ông số 7 này. Ôi về rồi. Đấy, thì hiện tại thì chơi game này nó sẽ có cả các phần thưởng gọi là achievement, gọi là thành tựu trong game nữa đấy. Thế là sẽ hỏi bạn có thích cái ấy không, thích cái đường đua tự tạo chủ người chơi tự tạo không, thì ok, thấy hợp lý. Kudos are a good way to send positive vibes around the festival. See a driver doing something you like, kudos to them. Thì lấy bối cảnh của Mexico nên là không biết ông nào có biết tiếng của Mexico không, thì đấy, người ta sẽ có NPC, người nhân vật người ta cũng sẽ nói với cái giọng của người Mexico luôn. Microsoft mà, trụ sở khắp mọi nơi, ví dụ. Và khi bạn ấn vào cái nút Start ở trên tay cầm ấy, đấy, thì bạn sẽ mở ra cái này, thì hiện tại nó đang báo số 1 của mình. Số 1 mình sẽ là gì? Nó giống như là điểm kỹ năng ấy, điểm skill point ấy. Điểm, đây, skill point thì các bạn ở ông cộng ở đây này, đấy. Ví dụ cộng 5.000 x. Cộng ở đây cả là ông sẽ cộng 5.000 XP vào cái ở trên cái góc. Ông có thể nhìn thấy chuột này. Đấy, cộng 5.000 XP vào trên này này chẳng hạn này. Thì hiện tại tôi tiết kiệm đây nhiều cho nhiều cộng cho sướng đúng không? Ví dụ vào đây thì công chỉnh các thông số của xe về lốp này, về lốp trước, lốp sau, rồi là úi giời. Cái gì đây? Tôi chịu nha, ông nào chuyên độ xe ông vào giải thích, rồi ông giải thích cho anh em chứ tôi chịu rồi. Cái này khá đấy, chỉnh phanh nữa này, đây là phanh này. Đấy, để người chơi rồi mình có chỉnh gì đâu. Không. Để người chơi người ta chuyên ấy, người ta sẽ đi ta tốt hơn theo hướng người ta chơi. Đây là về các cái thời gian mà mọi người đã chơi này đấy, ví dụ như đấy, tôi vừa mới chơi mới thôi, vừa mới chơi trước khi stream cho các ông đây, chơi được 2-3 phút đấy, chỉ vừa vào game nó tặng cho một đống xe tặng nhá, tôi nói lại là tôi không nạp gì luôn. Nó vừa vào game phát làm cái nhiệm vụ tân thủ tutorial hướng dẫn xong, nó cho một đống game Bugatti Divo giá 3 triệu, đấy là được 8 triệu tổng, đang tổng số gọi là gì nhỉ,
giá trị của cả gala của tôi là 8 triệu 6 luôn, sợ thật. Thì cái tôi thấy là cái gọi là chào mừng người chơi mới của game này khá là lạ, khá là dị. Không như các game khác là mẹ phải cày bục mặt ra đấy thì mới được ấy. Thì phải mới được xe xịn đây, nó cho luôn. Đây, cho công xem nha. Ví dụ poster nó cho con Spider 2014 này, chợ đã đua khá là ổn này, tôi thấy hợp lý này. Vụ Mercedes-Benz thì tôi cũng không không quen nhiều. Tôi thấy con này ở Việt Nam mình có nhiều ông đi này, con AMG này, đấy. Mazda này chịu nha. Ngoài ngoài đường tôi chỉ thấy mỗi Mazda 6, Mazda 3 rất là thấy nhiều, chứ còn mấy cái Mazda kiểu liên quan đua xe này không biết nha. Đấy, rồi xe Jeep này, ví dụ xe Jeep này chẳng hạn là ông có công nhá, nhìn chỉ số off-road này, chỉ số đi đường đất của nó này, đấy, số 10, nó cực kỳ tốt trong việc mà đi mấy cái nơi mà không phải là đường ấy, đi trên đất rồi đi trên sông các thứ, đi sướng lắm. So với đi kiểu xe siêu xe, so với cứ đi kiểu siêu xe nó chỉ biết phóng và đóng ấy, thì mấy cái xe kiểu đi đường đất này này tốc độ nó chậm hơn nhưng mà lái nó sướng lắm. Ông lái ở đâu chắc tay ở đấy, đấy như thế. Xong content này cũng sẽ có đua đua xe đường đất nữa, nên chúng ta tìm hiểu sau. Đấy, xe off road cũng thế này, Ford này, con này chắc là xe bán tải, chỉ số đường đất nó khá là cao, chắc là đủ dùng để đi đua cái content đấy. Rồi chuyển sang con xe này, ví dụ chắc tôi nghĩ là BC ABC là tôi chưa tìm hiểu nha. ABC chắc là thì các thể loại đua chỉ của loại đua khác nhau, ví dụ S1 S2 là S1 S2 là đua dành cho siêu xe này, kiểu chỉ quan tâm tốc độ là chính này, đua đường nhựa hoặc là đường của sân sân đấu này. Đấy, đường đẹp ấy, đường nó đẹp ấy đấy, vì chỉ số tốc độ nó tốt, tăng tốc tốt là thứ. Đấy, con y BMW kép i8 này thì Việt Nam mình có nhiều đấy, ở Hà Nội có mấy ông đi đẹp phết, mấy ông cũng sơn xanh đỏ tím vàng vào ở chỗ trên đường Phạm Hùng, đường nếu ông có thể ông thích thì có thể ông thể qua trên đường Phạm Hùng, có mấy cái showroom BMW kép hợp lý phết, ra đây ngắm thôi. Mình thì chắc là công và tôi cũng không có tiền. Đấy, hiện tại thì mình cứ ở đấy cũng cầm cái này thôi, thì nó tặng là nó mà tặng là mình free luôn, mình không phải các bạn được chuyển đổi xe bét nhè nhá. Đấy, ví dụ như mình cũng sơn tí là cho nó đẹp đấy. Ở đây là con không được con pepe thì được con thằn lằn. Thằn lằn xanh. Khủng long xanh ấy, gọi là tưởng tượng con xanh thêm logo Xbox vào đấy. Thì chuyển đổi xe là miễn phí mà rất là nhanh nhá các ông nhá, kiểu các ông đang đứng đâu cũng cho chuyển đổi xe đấy. Ví dụ như kiểu cho tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi khám phá cái khu mới đi. Đây, ví dụ như là cái này chắc là đường qua đường đất đấy, mình cứ đến để xem mình sẽ đua xe bằng dùng xe gì. Đấy, ví dụ như cái con này thì khả năng đua xe nó khá khá tệ. À, đây giới thiệu chỉ cho ông này cái này hay này. Nếu mà ông nào mà chưa thì lúc nãy tôi bỏ qua cái phần tutorial rồi. Đấy, thì khi mà mới đầu vào game ấy thì ông sẽ đến được cái nơi, đến được Mexico thông qua máy bay này này. Đấy, gọi là trải nghiệm hay lắm, một lần thôi, nên là tôi để, nếu mà tôi để cho các ông trải nghiệm hay phết. Nói chung là không phải là tôi mua cái game này giá tiền đâu, đây là đang gọi là theo chế độ PC Game Pass, PC Game Pass của Microsoft ấy. Nó cho mình thuê, gọi là kiểu tặng thuê luôn. Thì hiện tại nó có ưu đãi cho người Việt Nam mình, nó là 29.000, coi như là hơn 1 đô, 20, nhưng tôi nhớ không nhầm là 23.000 loanh quanh đấy, 1 đô là được 1 tháng. Sau đó nó miễn phí thêm bonus thêm cho 3 tháng nữa, thế là cho 2 tháng nữa, thế là tổng là được ông được 3 tháng với giá 23.000. Mà thuê game của PC Game Pass này này, nó nhiều game hay lắm. Ví dụ như cả dàn Halo bắn bắn súng của Microsoft nhá, đình đám là đấy, Halo là đình đám từ năm ngày xưa, từ Xbox 360 rồi cho đến bây giờ là Halo nó vẫn ngon, vẫn xịn, nhưng mà đỡ hot rồi vì là có nhiều game mới nó ra liên tục, nhiều game mới hay hơn đấy. Cả dàn Halo nhá, mấy game đua xe của Forza này này, rồi là nó cũng có PC Game Pass của Microsoft, nó cũng liên kết với một số game của ấy nữa, một số game của từ từ tôi cho tiếng âm lượng nhỏ lại, không biết các ông có nghe tiếng tôi được không nữa. Rồi là PC Game Pass,
nó cũng cho mấy cái game của EA nữa, thuê luôn FIFA này, rồi là Star Wars Battlefront này đấy, rồi là mấy mấy game nữa. Tôi không chơi nhiều game EA lắm vì hút máu á, không có xiển đấy, thì nó cũng thuê thuê mấy game đấy. Có khi hôm tới làm content FIFA 22 nhỉ, khi là hay đua xe test thử xem nó như thế nào, rất hợp lý đó. À, để xem đua đường đất nó như thế nào. Tôi nghĩ là đúng rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái xe đường đất nó hợp lý, xe này đi, xe này đi, đi con xe Jeep này hợp lý này. Nói chung là đây là livestream đầu nên là tôi vẫn sẽ phải ngồi xem lại, xem âm thanh này rồi là chất lượng stream này. Nói chung là bolo bla đủ thứ để mà tôi chỉnh tiếp sau cho những cái livestream sau, và tôi nghĩ là tôi sẽ livestream cố định vào trên một cái fanpage của tôi tự lập ra. Chứ bởi vì là fanpage cá nhân của tôi thì livestream này nó trôi mất, nó ấy hơi phí. Kiểu có anh em nào mà muốn theo dõi thêm rồi là hoặc là để ông nào có hứng thú xem những cái stream đời đầu của tôi chẳng hạn thì nó cũng khó mà tìm được vì nó trôi đi xa mất rồi. Đấy. Thì tôi thấy khá là hợp lý nếu mà tự livestream trên một cái page của mình. Ui giời, dù là đường đất rồi nhưng mà khá là khó để là vẫn khó để lái, hoặc là tôi chưa quen đấy các bạn. Ông cứ bình tĩnh là mẹ, game đua xe là không phải là vào phát thì thành mẹ Dominic Toretto ở đâu không ạ? Ông tổ của ngành racing thì khó khó lắm. Mẹ thế thì ông nào cũng là siêu sao Fast and Furious hết đúng không mẹ? Được, còn phải mấy đua xe này phải tập dài dài nhá. Nói thế. Ui da, wow, bay luôn. Tôi nói luôn là chống chỉ định các ông làm thế ở ngoài đời thật nhá. Trong game thì ngầu đấy, vui đấy, nhưng mà ngoài đời thật tôi không nghĩ xe ông vẫn còn một một mảnh như này để đi tiếp đâu. Đừng nhá, đừng có mà lên đồi xong xuống nhá. Chống chỉ định ấy, đừng có làm theo trong game. Rất là những cảnh này này đấy, đẹp thật. Phải nói là đồ họa của game Forza Horizon 5 nó đẹp, làm đẹp thật. Forza Horizon 4 nó cũng đẹp rồi nhưng mà cái suộc game nó vẫn là cũ. Cái này nó mới luôn, mới hẳn 2019 giờ. Đấy, đua xe này tôi thấy tôi có phần cải thiện nhá công nhá. Vừa nãy là đứng thứ 8 rồi, bây giờ đang hiện tại đang là top. Ui từ từ. Cái này hơi dễ sai, cái từ từ cái này dễ sai đã công bình tĩnh. Đấy, cứ phải tua ngược lại cho nó hợp lý, hợp lý. Đấy, cứ phải tua ngược lại cho nó hợp lý đã. Đấy, tua ngược lại đấy không? Tôi thấy chế độ này rất tuyệt cho người chơi mới nha. Tôi phê ok nha, tôi có ai hỏi là tôi recommend luôn cái game này. Rất khá là ưu ái cho người chơi mới, riêng cái chế độ tua ngược ấy nó giúp tôi từ tí thì bị do rớt lại lên vị trí số 3 đấy, hợp lý đấy, hợp lý à. Từ top top 12 lên top 8 lên top 3 tôi thấy có sự cải thiện đấy, không biết công thế nào, tôi thấy có sự cải thiện đấy. Nói chung là game này đồ cái âm âm audio âm thanh của nó khá là tốt, nếu mà ông nào có mà mẹ xịn ấy, có vọt có tai nghe xịn hoặc là có hệ thống loa 5.1 hoặc là 7.1 ấy, ui giời ơi hợp lý luôn đấy. Nhưng mà tôi nói thế thôi chứ mẹ tội làm gì có đâu, tôi tai nghe tôi lởm 400.000 nữa của Daru Deu còn EH 41 419 thì phải. Tôi nhớ không, tôi nhớ mã 419.000 này rẻ, nói chung là tôi thấy rẻ mà nghe chất lượng ổn phết, ổn áp đấy. Ví dụ ông vừa nhìn thấy ở trên map nó sẽ có cái hiển thị nhiệm vụ hàng ngày hoặc nhiệm vụ tuần hoặc là cái mà làm event này này đấy, nó sẽ có
Đấy, và ông sẽ được một vòng quay là thay quay nhá, quay nhá để xem nhân phẩm này có hợp lý không. Đấy, rồi thế nào. Xanh xanh lá cây thường thường ở các ui tôi thấy cái xe này hơi hơi cổ. 1987 tôi thấy hơi cổ nhưng chắc là vẫn đua hợp lý. Cho vào game là vẫn đua hợp lý nha. Đấy thì trong này có cả collection nữa, cả cái bộ sưu tập ấy. Đấy, boom. Hiện tại thì chưa thấy collection nào cả, nhưng mà chắc là mình phải thu thập thêm hoặc là chơi thêm. Thì tôi thôi không nghĩ là tôi chơi được đến end game đâu, vì tôi cũng chỉ có 3 tháng của cái game này thôi. Thuê có 3 tháng thôi. Ví dụ như là đây này, ui giời. Ví dụ ông thu thập hết tất cả của BVVK này sẽ được thêm một cái xe bí mật này, không hiểu. Có cả phần thưởng, cũng có phần thưởng bí mật nữa. Khá là hay. Tatsu này nghe như kiểu của Nhật Bản nhỉ. Rát 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 săn mặt trời ấy. Rồi thử xem có cái online, chế độ online như nào. This is the Horizon Đấy. Open. If you're looking to throw down against other Horizon drivers in races, playground games, or the Eliminator, Open this is the Racing place. là. Đây là bắt đầu đi tìm FIFA à, Joining Session đấy đã có người rồi. Nhưng mà game này có tôi thấy khá là nhiều người chơi nhỉ? Công không yên tâm mà chưa không thấy game date đâu. Tôi chưa thấy được chọn gì cả. Đó là tôi cứ chọn con này thì tôi thấy tôi đua top 3 tôi thấy khá hợp lý. Và tôi không chắc là mấy ông kia mẹ pro hơn. Ồ, poor connection rồi. Nói chung là mạng mạng nhà tôi, nói chung là tôi thấy mạng Việt Nam nói chung so với mạng của thế giới thì chúng khá là tệ. Mạng nhà tôi đang dùng mạng VTVK mà sắp tới tôi cũng sẽ đề xuất với bố mẹ là nâng cao cái gọi là gói mạng lên để mà trải nghiệm cho nó tốt. Nói chung là kiểu đối với tầm tầm giá mà tôi đang phải trả là 280 thì phải, ở chỗ khác thì người ta được luôn 100 mê, nhà tôi chỉ có 30 mê nhưng mà bù lại đấy là chất lượng ấy luôn, có cái gọi là mạng TV luôn, có cái TV luôn, truyền hình luôn, có cái truyền hình luôn, hợp lý. Đấy đấy là khá là hợp lý vì là có truyền hình, có cả truyền hình thì là thấy hợp lý rồi. Không thì nếu mà chỉ riêng tiền mạng thì 280 mà được chỉ có mỗi không có hợp không có truyền hình, có mỗi mạng ấy thì nếu mà tiền cao quá. Đấy thì ông nào muốn có cấu hình ổn ổn. Tôi phải tôi nói thẳng ra là cấu hình còn ổn nhá, vì là game này nó khá là cấu hình cao đấy, nó cấu hình còn ổn thì có thể bỏ ra 23.000 bằng một suất các ông không ăn nhịn ăn sáng một bữa thôi cũng được, là các ông thuê được 3 tháng các ông trải nghiệm vui vui nhiều game lắm. Ủa nó kích mình ra à? Mình đợi nãy giờ nè. Quá tôi chưa hiểu cái demo gì luôn nha. Mình nó cho mình vào đây xong nó bảo mình phải đợi đợi rồi bạn UAB vô chưa rồi next one à, không hiểu rồi thì hợp lý hợp lý. Đấy ví dụ ông nào mà có kiểu âm thanh vòm hoặc là tai nghe nó xịn xịn thì ông sẽ kiểu nghe được tiếng nó xe ô tô hoặc là xe máy bay hay là như nào đấy, tiếng động cơ nó tiếng nó vút từ bên này. Ủa đã được event đã được 1/3 lap rồi. Không hiểu.
Ở đâu đây? Event chỗ nào đây? Không hiểu luôn á. Không không thấy gì luôn, thấy mỗi một cái ông này đi với mình. Rồi thế nào đi theo họ xem. Ô. Tôi nói thật với ông là lần đầu trải nghiệm PvP này thì hơi hơi toang. Quá quá toang luôn ấy. Đấy, quá là toang luôn. Rồi, đi đi theo ông kia. Tôi nghĩ là cứ đi theo ông kia. Awesome Bridge. Cái điểm này chắc là điểm cộng vào kinh nghiệm luôn. Ờ đúng rồi đấy. Kinh nghiệm luôn. Góc cua này gấp này. Tôi không biết ông nào như nào, nhưng tôi thấy tôi cua vẫn phải giảm tốc độ chậm lắm. Ông kia level 171 à? Nếu tôi không nhìn không nhầm rồi. Đấy, ông thấy pro nó cua nó ngon không? Mẹ mình thì đây bây giờ. Mình thì tàn phá. Tàn phá con mẹ nó môi trường. Tàn phá con mẹ nó đồ vật luôn. Để trong khi pro đấy mẹ người ta nhìn nó đua các bạn. Tôi vẫn chưa hiểu cái nó hiện vừa hiện lên có ảnh có tên người khác là gì. Chắc là voice chat hoặc là những người chơi ở gần chăng. Nếu ông nào mà có kinh nghiệm với game này rồi thì có thể chia sẻ bật mí với anh em. Chắc là tôi hoặc là tôi phải tìm hiểu thêm. Tôi vẫn chưa hiểu rồi. Cái cánh đồng này chắc là to xịn phết nhở. Nói chung mà nếu mà ông xem phim Mỹ nhiều ấy thì mẹ phim Mỹ nó cứ nói Mexico là phải thuốc phiện, là phải vàng chóe rồi là bây giờ. Nói chung là phim Mỹ tuyên truyền nó bẩn lắm. Nhưng mà tôi thấy là Microsoft cũng là của Mỹ đấy, nhưng mà game cũng làm ổn với Apex. Đây chắc chắn tôi chắc chắn với ông, đây chắc không phải là cần. Không phải cần xa, không phải ma túy rồi đấy. Mà người ta cũng gọi là đất nước người ta cũng đẹp mà. Mẹ chứ mà lên Hollywood thì úi giời, nhìn cái đất nước na trông chán. Đúng là phim Mỹ. Còn rồi và thôi, phải nói đấy, đỡ hơn là phim Việt Nam. Tôi vẫn ủng hộ điện ảnh nước nhà nhá các ông nhá, nhưng mà mẹ toàn thấy mẹ chồng nàng dâu rồi là gia đình xung đột, em này em yêu anh này, anh kia yêu cô kia, tôi thấy xem nhảm quá. Tôi khá là khoái mấy cái game quá khoái mấy cái phim liên quan nhiều phong phú chủ đề hơn, đơn giản như kiểu chủ đề về lịch sử, không phải phim tài liệu nhá, chủ đề về kiểu nói về những anh hùng lịch sử chẳng hạn. Không phim tài liệu cũng được, nhưng phim kiểu phim Mùi Cỏ Cháy này. Tôi thấy xem thực sự hay và xúc động luôn. Nói về chiến công tuyệt vời. Nhưng mà không, mấy bố đạo diễn rồi biên tập chả hiểu mấy bố thế nào, cứ phải phim gọi là mẹ chồng nàng dâu cơ. Chán quá. Xem nhiều. Giống như mẹ tôi chứ hay xem mấy phim đấy, mẹ tôi cứ phải bảo là xem mấy phim này phải gọi là xem cho biết, cho vui thôi, giải trí thôi, đừng có để lại trong đầu cái gì, không là càng xem càng ức chế chính bản thân mình, ức chế luôn á. Đấy là đấy, tôi không chịu, tôi chắc không theo mẹ tôi kiểu đấy được. Tôi xem mà tôi phải như này, nhân vật này là như nào, nhân vật kia như nào, xem là thấy ức chế theo. Đấy, xem đau đầu lắm. Đấy, event chuẩn bị kết thúc rồi, mình vẫn ở ngoài. Trải nghiệm PvP này là không ổn nhá. Để xem lại nha, mình đợi nãy giờ xong mình bị kích ra ngoài. Không vì lý do gì, quá buồn. Chọn xe xong bị kích ra ngoài. Halo Infinity. Ấy chà, có vẻ như cái xe này liên quan đến game Halo đấy anh em ạ. Này, nó có ghi chữ Halo Infinity luôn ở đây. Trong khi tôi chưa động đến chỉnh màu hay là sơn xe gì đâu nhá, đây là xe gốc của nó luôn đấy. Nó bảo waiting PR to be ready. Nó là ready. Tôi phải đến chỗ đấy luôn không? Tôi đến chỗ đấy luôn không ạ?
băng rừng luôn cho nhanh đúng không? S1 à? F1 thì chắc là chọn con này. Tôi không hiểu gì luôn nhá, bởi vì mình lúc ấy mình cũng đứng ở chỗ này. Xong tự nhiên nó bảo mình không được tham gia. Nói chung à, cách để mà gọi là cải thiện kỹ năng tốt nhất ý cơ ạ, là phải canh đua, đúng rồi. Như thế mình mới học hỏi được. Chứ tôi thấy đầu với máy là vẫn kém ấy, nhưng mà nó không thể tính canh đua lắm. Khi mà tôi thể bấm nút Y và tôi làm lại lỗi sai, tôi thấy là chưa ổn. À, mình loát hơi lâu, hy vọng không người khác đợi mình. Tôi không nhớ xe của tôi nó màu mè sặc sỡ này, nhưng mà cứ để xem nha. Ở trong game này nó cũng có thể cả custom chỉnh sửa tùy ý cái biển số của mình nữa nhá. Đấy, được, hợp lý phết. Cái này tôi thấy so với kiểu bên nước ngoài ấy, người ta được chọn biển số xe theo ý thích của mình khá là hay. Việt Nam mình thì rất là theo luật thôi, nhưng mà tôi thấy khá là hay. Cái vụ chọn kiểu thích ghi gì thì ghi khá là hay. Ôi mẹ, biết thế mình chọn siêu xe, ôi mẹ, nó cho vào luôn con Lamborghini kìa, không ổn rồi. Đó xem nào. Ôi giời, mẹ toàn 900 mình lòi ra mình 873, không được không ạ? Tôi không nghĩ là mẹ mình level 3 trong khi ông thấp nhất là level 82. tôi không ổn. Rồi thì cứ đua xem thế nào, chắc là không được bấm ấm y dài đâu để mà thế nào quẩy đấy. À không, đây là không có chế độ đâm nhau, đấy là không đâm nhau. Rồi ngay lập tức bị đứng bét luôn. Đúng là mấy bố pro khác này. Ôi, bỏ mình xa một đoạn luôn được không ạ? Tôi thấy no hope rồi, no hope. Trừ khi các bố có đâm ở đâu thì ok chứ đi. Cứ đi kiểu kia thôi. Thôi thì tôi đã đứng top 8 cũng không tệ nhỉ. Top dù là đứng cuối nhưng mà không tệ lắm. Ồ, có một ông như có vẻ là disconnect. Hay lắm. Là bất lợi của kẻ địch là lợi thế của chúng ta. Hơi quá đà, từ bình tĩnh đấy, đúng không? Đấy, ông kia disconnect phát, nghĩa ông kia phải ở lại cho mình top 7/8 hợp lý hơn chứ. 7/7, ôi. Hả? Ôi, nó còn bị phạt luôn, đâm vào tường và bị phạt chậm xe này, ôi. Không ổn rồi. Tôi bắt đầu hiểu vì sao tôi chậm hơn rồi, vì tôi đâm vào tường. Ôi mẹ, ông kia vừa mới đứng tít sau mình phát lên đầu luôn, sợ thật. Phạt đâm tường thế thì chơi sao? Thế này thì gọi là cọ sát, chắc là vào cho biết thôi, chắc vẫn phải cầy xe, cầy thêm gọi là kiểu phụ tùng cho vào xe. Sao còn 6 rồi, sợ thật. Mẹ, nhiều ông quit game thế, thấy thua cái quit luôn. Rồi thì mình cứ top 6 hợp lý, mình cũng phải gọi là chơi đến cùng, thấy thua là bỏ, không fair play nha. Nói chung là tôi nghĩ là sau cái quả PVP fail này thì tôi nghỉ đấy ông ạ. Không ạ, vì là hôm nãy chỉ là test đầu tuổi đuổi buổi đầu thôi, tôi còn phải xem chỉnh lại setting đủ kiểu trong ở ngoài stream nữa. Nói chung là đấy, nếu mà còn hy vọng là còn gặp nhau dài dài, vì là bây giờ là tôi bắt đầu thấy
khoái đấy, khoái livestream. Nhưng thực ra không phải bây giờ mà tôi khoái lâu rồi, chỉ là không có thời gian, không có. Ui, mẹ mình nó không cho mình cắn vạch đích cơ, mình đi chậm quá. Chỉ là mình không có thời gian, rồi là mình không có cái máy tính để mà đủ DNS là do not finish thì phải. Đấy thì ô được 8 điểm đấy, ghê chưa mẹ đấy. Bạn mặc như hề ông kia là mặc như cả thằng bánh quy ở trong Switch. Ok nha. Nhưng mà ấp ủ cái livestream rồi là làm mình cái nhiều công việc lắm, nhưng mà trước này là không có thời gian nữa, không có cái gear ấy, gọi là không có cái cấu hình máy tính đủ mạnh đủ khỏe để mà làm gì đấy cả, là khá là khó. Nhưng mà nhờ được ưu ái thế là mình cũng start up, mình cũng đi vay mượn, nên là mình cũng có nguồn vốn hợp lý để mà bắt đầu cái thứ mà mình muốn. Thế là hợp lý không ạ? Hơi muộn so với người khác. Mẹ tôi thấy nhiều ông nhờ trên mạng, mẹ thằng bé 13 tuổi ở Ấn Độ nó đã trăm nghìn sub rồi, mình mới bắt đầu 25 tuổi thế này muộn quá. Như thế thôi thì hợp lý, thôi thì gọi là chậm mà chắc, cơ không hiểu không? Mẹ, chậm mà chắc. Không có gì là muộn cả mẹ. KFC ông nghĩ là phải già khum núm ông ấy mới thành công tỷ phú mà. Nó gì? Đúng không? Nói chung là đấy, đến đây không có khi là đến đây thôi các ông ạ. Hôm nay thôi. Hôm nay buổi đầu livestream test mic, test hình ảnh, test game đủ kiểu này thì đến đây thôi, được cũng được gần tiếng đấy. Còn các buổi sau thì tôi nghĩ là từ từ tôi phải chỉnh lại setting, tôi phải cân đối lại cái thời gian stream nữa, để nói chuyện rồi là tâm sự rồi là làm nhiều việc hơn với các ông. Còn là ví dụ như các game, như các streamer khác tôi thấy người ta cũng phải có cái live stream setup các thứ, tôi chưa có gì đâu các ông ạ, có mỗi cái tai nghe. Đấy, lúc ấy tôi chia sẻ là có 400.000 với cả cái mic của nó luôn. Đấy, nói thế này không, tí nữa tôi phải xem lại. Còn bây giờ tôi không biết là các ông nghe xem có thấy chất lượng thế nào. Chắc là đau tai quá, tôi chịu nha. Thôi giờ phải, cái này cũng phải cải thiện dần dần, từ từ. Tôi biết rồi, tôi đồng ý nha. Đấy, mạng lag quá, nhưng mà thôi tôi nghĩ tôi sẽ quit game xong rồi. Ôi nó không cho mình chọn xe, không cho mình gì luôn, nó đẩy mình vào game, vào trận luôn. Bây giờ tôi hết bấm được mọi thứ rồi các ông ơi. Ê, có ông level 8 kìa, từ tôi nghĩ là tôi thắng được ván này rồi. Nốt ván đua một vòng này, chắc là đua một vòng nhỉ. Từ có ông level 8, tôi thấy khả quan đấy. À, ba vòng. Nói chung mà đấy thì kiểu đầu tiên là tôi vẫn đang suy nghĩ là stream lên nhiều nền tảng, nhưng mà cái đấy là phải hiện tại tôi đang dùng cái Streamlabs của OBS này. Streamlabs của OBS thì muốn stream nhiều nền tảng ấy thì nó phải nạp tiền cơ, còn nếu không thì stream một nền tảng như kiểu nó có Twitch này, Facebook này, rồi là không bị phạt mày thế. Nó có Facebook này, Twitch này, rồi là YouTube. Thì tôi thấy tôi đều có cái nick ở đấy cả, nhưng mà tôi vẫn đang suy tính thì không biết là liệu stream cho chỗ nào thì là vui với cả ấy nhất. Tôi cũng sẽ chia sẻ thôi, ví dụ như kiểu chia sẻ cái link ấy. Ví dụ như kiểu hôm nay tôi stream lên YouTube thì tôi sẽ chia sẻ cái link đấy lên Facebook với cả page của tôi. Thế là anh em mẹ nếu mà theo dõi thì vẫn có thể xem được, kể cả cái bấm vào link phát là vào YouTube xem luôn, cũng như bình thường, cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng mà đấy thì tôi vẫn chưa biết được. Tôi khá là khoái Twitch, bởi vì là ở đấy comment emotion ấy, kiểu mấy cái kiểu pep meme vui comment thoải mái hơn là Facebook với cả YouTube. Facebook và YouTube đa phần là toàn chữ và gõ là chính, nhưng mà đấy. Nhưng mà nếu mà stream lên Twitch ấy, tôi sẽ đăng gửi link lên cho các ông ở trong Facebook thôi, để mà các ông vào tiện theo dõi luôn. Ở trên đấy thì tôi nghĩ là để xem nói bằng ngôn ngữ gì, vì đa phần Twitch nó gọi là cái policy, cái chính sách của nó là phải tiếng Anh,
Và nếu mà tôi không nhớ không nhầm, nhưng mà nói thứ tiếng khác cũng được. Tôi thấy khoái là tiếng Việt hơn chứ tiếng Anh thì về tôi thật với công mà. Ủa ôi, lâu lắm không giao tiếp, tiếng Anh như cái đồ mùi vậy. Tiếng Anh như cái đồ mùi vậy. Thì nghe đấm vào tai luôn á. Đấy, mình công nhìn xem, tôi đứng thứ 7 đấy nhá, mà trong nãy giờ hình như check là chỉ có mấy ông, chỉ có mỗi một ông level 8 thôi, còn lại toàn mấy ông mấy hơn trăm thì phải, mẹ kinh phết đấy. Hợp lý không ơi, mẹ, tôi thấy đua hình vòng này tôi thấy hợp lý. Nói chung là tôi thấy bắt đầu hiểu đấy, vấn đề là công phải đạp phanh nhiều vào, chứ không phải là cứ cắm đầu cắm cổ mà phóng vào đóng đâu. Nếu mà cứ cắm đầu cắm cổ mà phóng vào đóng thì là đâm tường, rồi là mình bị lỡ nhịp, rồi là đa phần là đâm tường, rồi là ấy luôn, đa phần là đâm tường. Mình đi chậm lại tí, chậm chiêu lại tí xong thế là nó hợp lý hơn. Chiêu lại tí mà chậm mà chắc, ôi mà chưa đến đích. Nhưng mà mình đứng thứ 7 đó, đứng thứ 7 đúng không? Mình đứng thứ 7 hay thứ 8 rồi đấy. Ờ, mình đứng thứ 7 đấy chứ à? Đấy, ôi mẹ, ok, 2 phút bao nhiêu ấy, ôi mình quá chậm rồi người ta. Đấy, ông thứ 8 mà đứng bét kìa đấy, hợp lý chưa? Mà tôi nghĩ tôi out luôn, tôi chả biết out mà tôi bấm out nãy giờ. Tôi chưa biết ao nào luôn. Đấy, nói chung là vừa livestream này vừa ngồi chia sẻ nhiều cái nói chuyện cũng khá là vui. Tôi đã bủ cái này lâu rồi. Hợp lý không? Mẹ cho dành cho với những anh em mà gọi là khá là sống nội tâm ngoài đời thực và ngoại nội tâm ngoài đời thực và nội tâm trong thế giới ảo như tôi thấy khá hợp lý. Kiểu tôi vẫn tương tác được với các ông mà tôi khá là ngại ra đường. Cái đấy là mẹ tôi thấy nhiều người cũng thế nhá. Nhiều streamer tôi biết xem thôi chứ không phải là mình kiểu nổi tiếng hay là mình xem nhiều streamer, nhưng mà kiểu mấy người tôi biết ý, người ta cũng kiểu đấy, tự ti ngoài đời, nhưng mà người ta nói xong người ta livestream cũng là một cách để người ta giả tự ti, giống như tôi cũng thế. Tôi nghĩ là trận này tôi sẽ AFK, tôi out game thôi. Đây thôi, để mà tôi còn check lại cái stream các thứ. Nói chung là hôm nay khá là hợp lý rồi. Mà tôi cũng chưa biết cách làm nào tôi out. Mẹ phải đua đến chết à? Tôi không nghĩ là mẹ game nó bắt mình phải đua đến chết đâu các ông ơi. Man. Hiện tại tôi bấm đủ thể loại nút ở trên này rồi ạ. Mấy ông này có mấy cái hình đồ vương miện các thứ khá là đẹp nhỉ. Tôi nghĩ là tôi ao. Rồi thế ok. Thế là cố gắng hẹn anh em vào buổi sau nhá. Có khi là game sau cũng có khi cũng nên. Nếu mà anh em vẫn thích game trải nghiệm chơi game đua xe thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ chơi tiếp. Còn không thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng để mà đa dạng cái content của mình đi nhá. Rồi bye bye anh em, được tiếng rồi đấy. Để xem như tôi xem đây được tầm 9 phút rồi. Đấy, rồi ok. Rất cảm ơn anh em, những ai mà có những ai mà stream buổi đầu của tôi vào ngó tí cho biết. Ngó tí cho biết. Đấy hợp lý đúng không? Nói được cái này có nhiều cái đẹp phết này, nhưng mà như phải úi giời, phải lên level cái kiểu này, một level 900 rồi mẹ. Mấy bố mẹ đua thần thánh rồi. Kinh khủng rồi. Ôi. Đấy, thank you anh em nhá. Bye bye anh em.